Mới đây, các nhà khoa học Anh đã có nghiên cứu chi tiết về khả năng chống lại 6 chủng SARS-CoV-2 với người từng tiêm 3 mũi vaccine, sau đó nhiễm biến chủng Omicron. Kết quả phân tích đem đến một tin khá buồn, vì khác với các F0 khỏi bệnh nhiễm các biến chủng trước đó, F0 Omicron sở hữu mức tăng cường miễn dịch kém hơn nhiều. Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Science đã tuyển chọn những tình nguyện viên tham gia nghiên cứu chưa từng bị nhiễm SARS-CoV-2 nào trước đó. Do vậy, kháng thể họ có được hoàn toàn do vaccine và lần nhiễm Omicron. Cụ thể hơn, nhóm nghiên cứu từ Imperial College London, ICL, trường thành viên của Đại học London, đã xem xét khả năng miễn dịch của người nhiễm đột phá Omicron sau 3 lần tiêm vaccine và nhận thấy lần nhiễm xuyên miễn dịch này có tác dụng cực tốt để chống lại 5 biến chủng khác, alpha, beta, gamma, delta và chủng tổ tiên ban đầu. Thế nhưng khả năng miễn dịch chống lại chính chủng Omicron với rất nhiều biến chủng phụ khác nhau lại vô cùng kém. Điều này có nghĩa là F0 Omicron khỏi bệnh rất khó nhiễm lại các chủng cũ, nhưng hoàn toàn có thể tái nhiễm Omicron khi một làn sóng biến chủng phụ mới tràn vào. Tin mừng là 5 biến chủng cũ thường gây bệnh nặng, trong khi Omicron gồm tất cả các dòng phụ thường chỉ gây bệnh nhẹ, nhất là khi bạn đã tiêm chủng đầy đủ Tình buồn là khả năng miễn dịch chéo chống lại các dòng khác lại ít khi dùng tới, vì theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hầu hết các ca COVID-19 hiện nay là Omicron. Tờ Medical Express dẫn lời giáo sư Rosemary Boynton từ khoa bệnh truyền nhiễm của ICL. Như vậy, những người mới nhiễm Omicron mới nên lo phòng bệnh hơn là những người từng nhiễm các chủng cũ, bởi các chủng cũ lại in dấu miễn dịch khá tốt khi đối diện với làn sóng mới từ BA4, BA5 hai dòng phụ lây siêu nhanh của Omicron. Theo hãng tin Reuters, báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho thấy các ca nhiễm BA4 và BA5 của Omicron đã chiếm tới 21% các ca COVID-19 hiện tại ở nước này có nguy cơ gây ra làn sóng mới. Cách đây ít hôm, quốc gia Đông Nam Á Malaysia cũng công bố phát hiện hai biến chủng phụ này. Mức độ nguy hiểm của Omicron vẫn là một mối lo lắng của thế giới, ngay cả với những F0 khỏi bệnh. Chính vì vậy, quý vị và các bạn không nên chủ quan lơ là phòng dịch. Hãy nhớ giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh và làm theo các khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.